Nếu các bạn có nhu cầu mua Robert thì hãy truy cập robertviet.com. Bán Robert uy tín, chất lượng, an toàn và giá rẻ nha các bạn. Hi, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng tựa game Nubik. Và ở video lần này á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái shop ác quỷ bí mật mà bán trái quỷ không phải là ngẫu nhiên hem, mà các bạn chỉ cần đủ tiền rồi sau đó các bạn sẽ lựa chọn trong cái số trái quỷ đó là bao nhiêu tiền, các bạn sẽ mua ra một trái quỷ vô cùng thích hợp hem. Còn ở đây á thì bạn thấy có một cái shop bán trái quỷ đây nè, nhưng mà bán trái quỷ là ngẫu nhiên nha các bạn, ngẫu nhiên hem. Thì bạn thấy ở đây là bạn HV Gamer là đưa nhân vật của bạn ấy vào đây bán trái quỷ với giá trị là 500.000 Bailey. Thì nếu mà các bạn mua ra được Mochi hay là những trái quỷ nào mà trên 500.000 Bailey thì xin chúc mừng mấy bạn, vì mấy bạn sẽ không lỗ hem. Nhưng mà cũng phải có chữ nhưng mà chứ mấy bạn. Cái đó là đối với những bạn may mắn mà thuộc là Master vô cực. Còn riêng mà nhỏ như mình cộng với Tấn Tài Gaming mà mua cái shop này á hả, là lỗ còn hơn cái rổ nữa các bạn. Đây, minh chứng rõ ràng. Các bạn thấy trái bơm bơm trên người mình không? Đó, nó là minh chứng sống và minh chứng sáng nhất hiện tại luôn. Nên á, cái chỗ này nếu mà các bạn nào mà dư giả tiền bạc thì có thể lại đây mua hem. Còn không dư giả tiền bạc thì hãy cầm tiền cùng theo chân mình ở video này để biết được cái shop bán trái quỷ đó đâu hem. Mà quên các bạn à, các bạn thấy gì chưa? Một sự thay đổi vô cùng lớn. Đây là bạn HV Gamer đã thêm cái con nhân vật của mình vào hem. Trendly Gamer đấy. Và khi các bạn bấm vào á sẽ có một cái điều mà vô cùng bất ngờ mà từ trước đến giờ mình rất là ao ước luôn đó mấy bạn. Là mình đã chỉ ra những cái lỗi game của anh Bi, rồi mình đưa cho builder cũng như là admin của game đó hem. Thì mình chỉ mong là admin game đó là cho mình một cái coder. Tấn Tài Gaming thì đã có một cái coder riêng rồi các bạn à. Cùng mình từ đó đến giờ, đến hiện tại bây giờ á, thì mới có được cái coder riêng cho mình hem. Thì khi mà các bạn nhập cái coder này vào ở bên tựa game Nubik nha các bạn. Còn những tựa game như là nó nổi quá, như là Lockroot hay gì đó, thì chắc chắn là mình không có được thêm vào cái danh sách của họ đâu. Các bạn có thể bấm ở đây hem để xem cái coder của mình, rồi sau đó là mấy bạn nhập vào hem. Thì coder này là bạn HV Gamer làm riêng cho mình. Thì nhập code ở đây á, thì bạn chỉ cần nhớ tên của mình thôi. Đó, các bạn bấm vào đây. Trời ơi, có ai hỏi hoài đâu. Hỏi hoài à, khoe hoài. Con nhân vật của mình muốn khoe nha các bạn, chứ lúc nãy là mình tạm dừng rồi, mình không muốn khoe nữa. Đây, các bạn sẽ bấm vào đây ha. Thì bạn sẽ viết chữ S là hoa ha, hoặc là các bạn copy trực tiếp ở bên dưới cái phần comment của mình luôn. Mình sẽ để bên dưới cho các bạn dễ dàng copy ha. Còn các bạn bấm như thế này ha, HCM. Rồi, các bạn đồng ý. Thì nếu mà các bạn đồng ý xong á thì bạn sẽ có được một game ở đây. Vậy là các bạn tân thủ nào cũng vậy, khi mà các bạn vừa vào game mà nhập cái coder á, cái tên của con nhân vật mình Trendly 1995 HCM, thì bạn lại đây các bạn bấm quay random ha. Các bạn bấm quay random ngẫu nhiên thì các bạn sẽ có được trái quỷ. Và tùy vào độ may mắn của mấy bạn thì sẽ ra được những trái quỷ nào, thì đó là tùy vào mấy bạn nha. Tại vì mình đâu có biết là quay ra trái quỷ nào đâu các bạn. Tại chỗ này là để random devil, chứ không phải là mình mua những trái quỷ mà mình yêu thích em. Nên là nếu may mắn các bạn có thể quay ra trái quỷ xịn sò nhất game hiện tại là trái Mochi em. Bạn tân thủ nào cũng có thể vào đây trải nghiệm một lần thử xem coi là ngày hôm đó mấy bạn may mắn hay không em. Tại vì coder free mà các bạn. Các bạn chỉ cần vào nhập một lần rồi các bạn quay thôi. Nếu mà được trái quỷ xịn sò thì bạn có thể ở lại game để các bạn farm tiếp. Còn không á thì bạn có thể là thoát game. Đó, các bạn thử độ may mắn của mấy bạn cũng tốt mà em. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái shop bán trái quỷ mà nó không phải là ngẫu nhiên. Ê, ai đây. Bây giờ đi. Hả? Đẩy cái tay. Đẩy cái tay giao nhiệm vụ đi các bạn. Kêu năm con đót. Wow. Ủa, cái này mình hỏi thiệt nha các bạn. Các bạn xem video của Tấn Tài Gaming á, các bạn có nghe cái giọng Tài và nó bị trổ bóng cái gì không? Mà sao con nhân vật nó dân kỳ vậy? Ôi đất ơi, ngượng đỏ chính mặt. Cái này là cái biểu hiện của một phái nữ các bạn à. Ủa, con nhân vật của người Tài trổ bóng ngoài nào vậy ta? Mình
Mình chơi chung hôm giờ mình không biết luôn á. Các bạn có biết con nhân vật cái tài trổ bóng rồi nào không? Thì bạn trò còn bên bên dưới cho mình biết em. Chứ mình mới biết luôn á. Bạn HV Gamer cho con nhân vật của mình nó nhìn cũng ngầu lắm đúng không? Cho nhân vật tới tài gaming bị trổ bóng các bạn ơi. Đây, con nhân vật của mình nhìn cũng ngầu lắm chứ. Riêng con nhân vật tới tài gaming lại nhận nhiệm vụ ngưỡng chính mặt rồi ơi. Rung gì chứ. Rồi đây nè, cái chỗ mua trái quỷ mà không ngẫu nhiên á, thì bạn thấy ở đây không? Level 50 em, thì bạn sẽ qua cái hòn đảo này. Thì tân thủ thì bạn cứ canh đây nè, đó. Thì bạn nhìn, các bạn nhìn qua bên bên trái đúng không? Đây là các bạn xây qua đây. Thì bạn sẽ thấy một cái hòn đảo đây nè. Bây giờ nó bị cục đá đây che nè các bạn ơi, mình phải đi thiền, tại vì mình đang ăn trái quỷ á. Nên là mình phải đi thiền, mình không có bơi được nha các bạn. Còn bạn nào chưa ăn trái quỷ thì cứ bơi trực tiếp qua bển, nó sẽ nhanh hơn cái thiền nè. Cái thiền này dạng nó lỗi lắm. Rồi, leo lên thiền. Ủa đầu nào ta? Đầu này là ngồi mà. Đây, đầu này chạy vé thiền ra. Đó. Rồi, bắt đầu. Thẳng tiến. Trời 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 ơi 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 ơi. Đó 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 đó. Lý do tại sao mà mình khuyên mấy bạn bơi là vậy á, mình ăn trái quỷ mình nhảy xuống lát cái là mình toan dữ rồi các bạn. Đây. Các bạn sẽ thấy cái hòn đảo mà có bốn cái cây cục đá lên cao nè. Thì bạn cứ thẳng thừng, mấy bạn đâm thẳng và lủi qua bển thấy không? Ủa sao mình thấy hai đảo này lạ dữ ta? Chưa thấy hai đảo đều giờ luôn á. Hai đảo này bạn HV Gamer mới build thêm hay gì ta? Phải không? Để lát mình qua mình coi thử à. Chứ lúc trước khoảng cách từ cái đảo của mấy con khỉ mà qua bên đây là mình thấy đâu có đảo nào đâu. Ý! Ủa cái chữ? Cái chữ gì đây vậy các bạn? Mình thấy giống cái logo á, cái logo ký hiệu của YouTube á các bạn. Mẹ thấy không? Nó sáng lên kìa. Rồi 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 rồi. Để lát mình qua bển thử ha. Mình thấy cái logo đó là cái logo của YouTube các bạn ơi. Rồi để mình qua đây chỉ các bạn chỗ bán trái quỷ trước ha. Rồi đây. Các bạn dừng tại đây em. Thì lên đây các bạn sẽ thấy là bên trái á sẽ là nhân vật mà các bạn nhận nhiệm vụ, và bên phải sẽ là nhân vật mà các bạn set bam đúng không? Rồi, các bạn lại chỗ nhân vật nhiệm vụ nè. Thì mình chỉ vô tình nhiệm vụ cái bật ship lóc vậy bạn, say vậy nè, cái mình thấy vậy nè. Đó, các bạn thấy một ánh sáng chói lóa ở đó không? Rồi mình sẽ chạy đây em. Thì đây sẽ có một cái cửa ẩn nè, cũng như là bao cái tựa game One Piece khác các bạn chơi thôi ha. Đó, chạy vô. Thì trong đây sẽ có một cái shop bán trái quỷ ha. Các bạn bấm vào. Thì sẽ có một cái giá tiền của một loại trái quỷ đó để các bạn mua. Ví dụ như là các bạn mua ngẫu nhiên bên kia thì 500.000 Bailey chưa chắc là các bạn mua được Hi-ê mới ra đúng không? Còn đây á là các bạn sẽ có trái quỷ Lusa để các bạn farm. Đó. Các bạn chỉ cần bấm vào mua ha. Thôi Barry. Ủa Barry vậy mà hơn sức mạnh với Mira với Hi-ê hả các bạn? Ủa mới biết luôn á nha. Barry 750 triệu các bạn, trời ơi. Nói chơi thôi nha, các bạn đừng tưởng thiệt. 750.000 triệu là nằm dưới đây. Làm bộ nói lên vậy thôi. Chứ thật ra đó, nhìn số 750.000 mà nói sai 50 triệu á, là bộ biện hộ á, mà không biết mấy bạn biết không. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi qua cái hòn đảo mà có cái logo của YouTube ha, cho bạn xem ha. Rồi, quay thiền, xoay thiền. Mình có một game nè. Rồi, lúc nãy biết mình bấm thử ngay chỗ random trái quỷ ngẫu nhiên bằng game được rồi các bạn. Để xem coi là mình random ra được trái gì. Rồi mình biết là cái vận may của mình hôm nay là hên hay là xui. Nếu mà xui á thì ở nhà chơi game. Còn hên á ra đường biết đâu chừng có bạn bè rủ đi chơi các bạn. Úi. Úi, úi, úi. Nhìn quen lắm nha. Nhìn quen. Quen. Trời ơi. Ai đây? Ai đây ta? Trời ơi, nhìn xa là đã thấy phong thái của một cụ hoàng rồi các bạn. Nhìn xa đã thấy đẹp trai nó phản phất rồi. Trong khi ở ngoài thực tế là bụng một múi, mặt như cái rổ và còn nhiều cái để chơi nữa. Da hả? Da thì như ông táo.
Còn ở đây trời ơi đẹp trai quá các bạn ơi. Cũ hoàng trên lý. Rồi mấy nay là có khá khá game là có cũ hoàng rồi nha các bạn. Trendy xuất hiện cũng trong nhiều game hem. Nhưng mà có điều á là những bạn Việt Nam tạo ra cái game đó thì mình cũng gửi lời cảm ơn mấy bạn đó rất là nhiều hem. Tuy là mình cũng không có nổi tiếng gì nhiều, được mấy bạn yêu thích rồi yêu mến. Rồi sau đó là mấy bạn đăng ký kênh rồi đăng ký channel rồi được nhiều mấy bạn biết đến thôi. Thì mình cũng gửi lời cảm ơn những bạn builder để builder cái con nhân vật của mình vào hem. Thì mình cũng mong là mấy bạn sẽ đi trên cái con đường builder này và mấy bạn sẽ làm ra một cái game riêng biệt của mấy bạn và sẽ tốt hơn hiện giờ em. Hiện giờ thì coi như là mấy bạn làm thất bại á thì bạn cứ tiến lên đi, không sao cả. Mình thất bại thì coi như là mình đã có kinh nghiệm trước đó rồi. Rồi sau đó là mình sẽ làm tốt hơn sau này. Mình biết là mấy bạn build ra một cái tựa game như thế này thì mấy bạn cũng còn nhỏ mà đúng không? Mấy bạn tầm 15, 16, thậm chí có bạn 20, 21, 22, 22 gì đó. Mình còn quá trẻ đi. Thì mình có thể thử thêm nữa để có thể tạo ra một cái tựa game hoàn toàn mới hem. Thì mình cũng chân thành một lời nữa cảm ơn mấy bạn đã build cái con nhân vật của mình vào hem. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều. Và cảm ơn rất nhiều các bạn đã ủng hộ channel của mình để cho rất nhiều các bạn biết đến mình như ngày hôm nay. Thật lòng cảm ơn mấy bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử xem cái con boss này nha các bạn. Ở đây á, thì bạn thấy không? Có cái con nhân vật của mình ở đây nữa nè các bạn. Thì khi các bạn bấm vào coi cái gì đây. Đây là event kêu YouTuber bạn sẽ nhận được game miễn phí. Trời ơi! Chỉ cần các bạn đủ sức hạ được củ hoàng trên ly thì các bạn sẽ được game, không biết bao nhiêu game. Mình nghĩ á là một game các bạn à. Một game, giết một con sẽ được một game hem. Thì bạn kêu càng nhiều củ hoàng trên ly thì bạn sẽ được thật là nhiều game. Mà có nhiều game thì bạn sẽ có thật nhiều trái quỷ. Thì khi mà muốn tiêu diệt một củ hoàng á thì bạn bấm vào đây các bạn set bam chỗ chắc cú hem. Rồi, sau đó là các bạn chỉ cần lại kêu thôi, không cần mà nhận vụ gì hết em. Rồi mình sẽ cho các bạn xem năng lực của trái quỷ bom bom nó ghê gớm, nó gớm ghê cỡ nào nè. Chiêu đầu tiên, sự kết hợp hoàn mỹ của trái gura và trái bom. Đây, đó các bạn thấy ghê chưa? Trái bom mà đánh như là trái chấn động vậy đó. Thôi, đu, đỡ luôn. Củ hoàng thì các bạn ơi, một phát là bay màu mình nè. Cái này là các bạn phải đè đánh hội đồng nè, mạnh lắm. Vô, trời ơi, bự vậy. Củ hoàng thiệt rồi các bạn ơi, bự lắm. Ơi ơi, đây mới đúng là năng lực thật sự của mình. Các bạn thấy chưa, nhẹ nhàng bước lại từ từ thôi. Đó, ai chống với củ hoàng trên đi. Nhưng mà mạnh quá, không đủ sức tiêu diệt các bạn ơi. 200.000 máu quýnh đến chừng nào mù quýnh năm sau à. Đó mình đánh để đôi máu nè. Không, cũng dễ lắm các bạn ơi. Các bạn chỉ cần set bam ngay đây nè, các bạn dụ ha. Rồi, các bạn dụ tầm khoảng đâu 5-6 bạn gì đó vào server VIP. Các bạn đè đầu đập là thế nào rồi, các bạn cũng được game thôi. Rồi các bạn quay trái quỷ chia sẻ cho bạn bè em. Rồi, vậy là video ngày hôm nay á thì mình cũng giới thiệu cho các bạn xem năng lực của trái quỷ bơm bơm nè em. Nó giống như là trái gura các bạn. Tuy là nó đụng phải những kẻ thù nó vẫn phát nổ nha. Đây nè, mình quên nói chi tiết nữa. Nó đụng phải kẻ thù nó vẫn phát nổ bình thường nha bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, vẫn phát nổ bình thường em. Và các bạn thấy sau khi mà sử dụng năng lực trái quỷ bơm bơm nó bay ra cái cục gì không? Nè, mấy cục tròn đó. Thì khi cái cục đó nó đụng kẻ thù sẽ phát nổ em. Rồi, chỉ vậy thôi các bạn nè. Video đến đây thì cũng cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi em. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Các bạn hãy vào cùng nhau chiến đấu với củ hoàng Trelly nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.